tốt đấy. Đây con chấm con chép đã đi xem nào. Ấy mật đỏ. Ấy. Ấy, hình đẹp thế. Ấy. Ồ đẹp chưa? Một đôi. Ấy. Đẹp chưa? Ba chiếc, không phải mua đôi nữa. Đấy. Tí nó quần lại. Ôi, con. Chim mò, chim mò. Con đấy con sộp chim mò. Nhiều cá của nó đấy. Sâu ấy nhỉ? Cỏ đéo lên được, đúng không? Sâu. Sâu quá nó không lên được. Kiểu quánh xong nó âm mẹ đòn dưới, nó lên. Đúng chỗ đấy. Thế là còn đi còn lại vậy con. Nhiều. Nhiều rồi chứ. Ấy con góc lên đi con gì đấy. Sộp vào. Đồ ta to. Hơi rộng nhỉ. Ấy rồi, diệt trắng tinh như ngọc trinh. Anh có một cái đoạn mương này đâu này. Ấy, mà được cái này rồi nhá. Ấy, bữa rồi. Ấy rồi, lại em diệt ngon thế này. Ấy, phải đi lần hai nó quẩn lên mà, mấy ngày mà. Ấy. Chữa để mất mù mù đúng giếc mới lớn đấy. Đúng đồ đồng chính hãng nha. Có giếc này là ngon. Đấy. Cảnh đẹp đến đâu cũng phải đang đi kiếm ăn này. Mặt trời đang sương núi. Hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng phải bận kiếm ăn nhá. Vàng chóe. Bên này nước nó trong này đéo khó lắm. Căn bản là cái chỗ kia nó có ngách vào kìa. Cá nó mới vào. Ở chỗ nào về đấy. Hay gì ngoại. Đấy con rồ đấy, con rồ đấy đấy. Nó đong ngọn lúa này. Đấy, đấy, bên đấy, này, bên đấy, này. Đấy, nhìn đi ạ, đấy. Đấy. Chưa được. Ôi mắt. Chịp mấy em.
đánh rồi. Rồi, rồi phi. Đấy, kia, Azota. Ôi. Thảm thế là con đời vẫn còn con đấy nữa. Tên đỏ mãi mới lên nè, con cá. Cá tép nó cũng mãi mới lên nè. Sâu. Toàn rô đồng nhá. Make in rô đồng luôn.